Công an tìm ra nam sinh Hà Nội phao tin đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 trên TikTok. Đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị đã xác định được chủ tài khoản TikTok mờ quan đăng tải video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là Ngô Minh Quy. Sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú Ứng Hòa, Hà Nội, học sinh một trường trung học phổ thông ở Ứng Hòa. Trước đó, cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp công an huyện ứng hòa, công an xã quảng phú cầu mời Ngô Minh Quy và ông Trần Văn Vê, là bố của nam sinh lên trụ sở công an xã quảng phú cầu làm việc. Tại cơ quan công an, Ngô Minh Quy thừa nhận bản thân mình quản trị tài khoản tiktok mở quan. Ngày 22 tháng 6, Quy tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên kênh tiktok điểm sáng văn học 2024 chính quy, cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 nên có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải. Vì vậy, Quy đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lên tài khoản TikTok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra, Ngô Minh Quy không có mục đích nào khác, không cố ý gây hoang mang dư luận. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Ngô Minh Quy cam kết tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên tài khoản TikTok mờ quan, cam kết không tái phạm